Rồi bay rồi đó. Bay đó. Tao bỏ mấy chai nước vô áo nè. Nhớ lúc kia là nắng gặp người. Thôi chạy mới chiếc chiếc chạy trước đi lên tới chảnh kìa. Nha. Con ngồi chạy cơm. Không bình thường. Vậy hả? Ừ. Vậy đó khỏe cầm chi. Kìa chiếc xanh xanh thấp lên kìa. Lẹ lắm. Sắp tới rồi kìa. Kìa cái chiếc đỏ đỏ chạy dưới. Không, cái núi này tại đường đi có một khúc rồi, nó không có giống kiểu bậc tam cấp như Tây Ninh có bậc tam cấp mới lên. Đường đi nó không có làm khó đi. Đi đâu ta? Đà Nẵng hay Nha Trang ta? Đà Nẵng. Nó còn cao hơn nữa. Cao dữ dằn luôn. Đà Nẵng nó còn cát. À. Bình là hiếu gì? À. Mấy thằng chào mấy cục kia nó. Chắc cho người có mình đi. Đi luôn đi. Đi thấy có người xuống nữa. Thấy có ai xuống nữa. Nó giới thiệu có cây hoa đào đúng rồi kìa. Cây gì? Đúng đi đặng, đi tới đặng luôn. Hàng chi nãy nó giới thiệu đây nè, nó có một cây gì rất là. Cây chi? Ủa hai cây nữa kìa, thêm cây nữa kìa. Thiệt mà. Ủa cây này quên. Thiệt cũng ta cái núi đâu giả ông nội, ai dám giả anh đây. Cây này khủng lồ mà. Thiệt à. Ừ. Rồi trên đây ai lên đây hắn giả. Ủa có đá ở trên kìa. Chị bông không, trời cứu nó cũng dài giống như Tây Ninh mà anh. Ừ. Nhưng mà nó đi nó không có cà giật giống như Tây Ninh ha. Đúng rồi. Nó kêu tôi hoài, thì nó kêu tôi người phân nữa, tôi nó thắt 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 thắt. Vậy hả? Bà lỡ bà chửi tôi chết à. Bữa ngày đầu ổng về ổng kêu em, Thương kêu ổng, rồi lấy đi hai người kia. Ủa sao cái cáp luôn kìa. Cái đó để vận chuyển nước ngọt đồ đó. Tôi tới chợ thì nó hỏi tôi nó hâu luôn mà. Thôi chơi không có thôi tôi không dùng tôi không. Đúng rồi. Cái này sao ta lắp? Hả? Càng vô sau càng chơi. Bắt mắt dễ chuyện gì mình mới đúng rồi. Không? Cờ bạc có mốt chứ. Mốt về tìm không? Hiểu đường cáp. Gì đường cáp gì mà đó mình đi Đà Nẵng. Nó có cây nữa kìa. Bà nà hả? Bà nà. Bà nà. Người ta đi dây cáp nên người ta nói là ta xe từ từ cộng nhỏ lên chứ đâu có hàng đâu. Nói làm cực lắm. Mà người nước ngoài người ta vẫn làm, người ta vẫn cúng. Chắc không ở tôi cũng đưa kiếm thắng gì. Không, trước đó rồi, vậy còn bữa mấy ổng ngồi nhà quá. Kêu quậy. Thấy áp suất nó hơi tăng không? Cái lỗ tai hơi lẹ. Ok, hoa hơi vàng. Ủa sao? À, cái gì? Đúng không? Sao gần rồi máy bay nha, máy bay nó ùn dữ nhưng mà máy bay nó ùn có một chút. Mát quá. Không chừng nào nó gần xuống á, nó lên thì thôi không sao, mà ở đầu nó xuống áp suất nó giảm. Tôi đi máy bay. Nhưng mà mình nuốt nước bọt cái mình nãy ra cái nó hết liền. Vậy chứ kỳ đi núi mình xuống đau lỗ tai quá trời. Do cái này nó đâu có kính đâu. Đâu có kính đâu, nó gió phải cái gió vô chứ. Sắp tới hay gì cả. Nè, biết chỗ này là máy hết mà. Cái này lâu quá. Làm kính mình ngọt lắm. Đi Phú Quốc là đi cáp mà ngộ tới 30 người á, một bồn á. Phú Quốc hả? Ừ. Mà dòm xuống cái biển trong thấy san hô luôn á. Ừ. Trong lắm, điểm Phú Quốc đẹp lắm, trắng tươi trong lắm. Em sợ nhất đi món chuột. Rồi đi món chuột. Đi Tây Ninh á, đi Tây Ninh đi thấy cái món chuột. Thấy cái món chuột lái em sợ người chết. Cái đó là mình tự mình thắng. Nhưng mà em sợ quá trời. Hai người tự chạy á. Tự mình thắng thấy ghê thế bà. Nó chậm quá thì sao người ta lại đụng mình. Đúng đúng rồi, chạy chậm quá thì không được. Chưa thắng cái này nó nãy cũng sắp tới chưa tới. Tây Ninh mai mốt làm giống bà Nà Hiêu á, có nhà hàng chỉnh là nhà hàng ăn uống chỉnh thì nó có ồ cây sung trái quá trời á. Có quê có đô thì nó làm cái gì đâu, mở rộng gì không phải nhạc dưỡng làm nó có quy hoạch ý là nó có
Nó giờ nó cũng đông mà. Đông lời quá trời. Ừ. Ngày kiếm biết bao nhiêu tỷ. Tính ra giờ Tây Ninh đông lắm á. Tây trên đỉnh nó có đường xe chạy lên đó. Ừ. Mà nó đâu cho xe chạy lên đâu. Xe chạy lên được đó. Chỉ xe của tụi nó lên xe thôi. Tụi nó lên thôi. Chứ đâu cho mình lên. Thấy không, hồi đó từ dưới ai từ dưới mà giá cây đá lên bán 70-80 ngàn cây đó. Kêu tôi chạy lên tôi cũng không dám chạy. Ý đâu phải tiền công 200 ngàn á. Mấy trăm. Ừ, cây 200 á. Giá cây đá mấy lên 200 á. Nè, ok tay. Tôi lên nha. Tự nhiên lại thằng bà Tám muốn lại, ông kêu tôi hết hồn luôn á. Ông đi tới đẳng luôn á, không biết ở đâu mà ông đi tới đẳng luôn á. Hãy quên đèn nó tưới theo. Nó bắt đầu xuống lên. Mấy trăm. Còn 7 hay. Nó bắt đầu xuống là mình tới rồi đó. Hết pin nè. Ủa sao cái khúc này tụt luôn à? Ta đi chơi ta chuẩn bị rồi hết pin. Không phải, ông để túi trên xe. Sao khúc này cũ. Để cái túi trên xe, ông không có lấy xuống. Ồ, cái này mới đẹp nè. Ghê quá. Đi máy bay thì sợ nhấc lên nhấc xuống. Ngã cái đi máy bay mới quay qua. Ngồi im lên cái bắt đầu mới ngồi thăng bằng chuẩn bị ngồi im xuống đi máy bay đường cái lại gì á đi Phú Quốc vừa bay chút xíu cái mấy nhân viên mới đẩy ra nói ở trên máy bay có bán đồ ăn nhẹ vừa đẩy ra chưa kịp chưa ăn nữa là xuống rồi chưa kịp đẩy ra chưa hết nữa là tới rồi tới sân bay Phú Quốc rồi lẹ lắm có mấy phút mà tới nhà ga đúng rồi. Chứ nọ còn tiếng 45 phút chứ đi mấy Đà Nẵng này nọ có 45 phút rồi.